Thời mạt pháp, khái niệm. Thời mạt pháp là thời đại mà các pháp tu chân chính bị người ta sửa đổi, biến tướng theo nhiều hình thức khác nhau, nên người tu theo đó dù có công phu cũng không có thành tựu. Giống như hai hạt sống, một hạt bình thường, một hạt đã được luộc qua. Dù công phu trồng trọt như nhau, nhưng hạt đã luộc không thể lên cây kết quả được, chỉ phí hoài công vô ích. Thế nên thời này, tu tâm dưỡng tánh và hành thiện nghiệp sao cho phù hợp với chân pháp, chánh pháp, không bị biến đổi theo các hình thức của mặt đời là điều khó khăn lắm vậy. Xưa kia, khi thuyết giảng về đạo lý, từ Đức Lão Tử đến Đức Thích Ca, rồi Đức Giê-xu Christ và những vị giáo chủ của nền tôn giáo, pháp môn tu tập chỉ dạy tín giả, tín đồ, môn đệ của họ rằng hãy luôn yêu thương, hòa thuận tự nhiên và sáng suốt, tùy cơ ứng biến với các lý sự giữa đời. Chưa từng nghe thấy vị nào dạy tín đồ hay môn đệ của họ những điều như là xây tượng, vẽ hình họ, phải tin họ vì họ nói về chân lý, hoặc là phải xây các cơ sở chú sứ to, rộng, mỹ miều cho hình ảnh của họ được chiêm bái uy nghi, mệnh danh là thánh tịnh, chùa chiền, đền miếu, dành cho bá tánh mà cửa thì im ỉm khóa. Chúng sinh thời mạt pháp. Khi người ta chẳng hiểu rõ về những điều diễn ra quanh mình trong vòng xoay của tự nhiên, luân hồi nhân quả, mơ mơ mịt mịt, tự gieo những hạt giống bất thiện, rồi tự gặt những quả chẳng lành, rồi than trời, trách đất, nào là thiên tai, dịch bệnh. Nhưng rốt cuộc, thiên tai đó cũng là do chính con người tự dùng bàn tay mình vơ vét chẳng biết đủ, tàn nhẫn chẳng chút xót thương khi đối xử thô bạo với thiên nhiên muôn loài. Từ việc sát sinh, tàn hại đến thiên nhiên môi trường nặng nề sẽ dẫn đến thiên tai và dịch bệnh. Muốn bớt gặp thiên tai, dịch bệnh thì tất nhiên bớt sát mạng chúng sinh lại, tôn trọng mẹ thiên nhiên, tự nhiên đời sống con người hòa thuận thiên nhiên cũng sẽ bình yên. Sự khổ của chúng sinh trong vòng sinh, lão, bệnh, tử do chưa suy nghiệm sâu, hiểu đủ và đúng, nên hầu hết ai cũng sẽ vướng mắc từ nghiệp của chính mình lẫn cộng nghiệp với những người còn chìm đắm trong tứ khổ ấy. Không bàn đến chuyện bị bệnh nan y phải nằm liệt giường hoặc vật vã với các cơn đau đớn mỗi ngày. Chỉ nói khía cạnh những triệu chứng lão hóa thường thấy, cảnh các cụ quanh mình, từ những người thân nhất đến những người ít gần gũi hơn. Khi bệnh tật và già yếu, người ta tự nhiên trở nên đãng trí, hay quên, tò mò và rất thường hay hỏi lung tung đủ thứ chuyện trong cuộc sống. Đơn giản vì họ muốn được giao tiếp, muốn được quan tâm và hiểu biết nhiều hơn với những gì đang diễn ra xung quanh mình. Quan trọng nhất là khi họ tương tác những điều như thế, họ muốn nhận thức được rõ hơn sự sinh tồn của mình giữa đời này, rằng họ còn đang sống, họ không bị dư thừa giữa cuộc đời. Thế nên, nếu tiếp xúc với người cao tuổi, nhất là những người thân trong gia đình mình, chúng ta cần cố gắng kiên nhẫn, hòa nhã, vui vẻ với họ, dành chút thời gian chia sẻ, tâm sự với họ. Cho dù có thể, chúng ta chẳng giải quyết gì được thì với sự khổ bởi vướng mắc của họ, ít ra chúng ta cũng giải tỏa được phần nào đó những bức xúc trong nhu cầu được nói, được giao tiếp, được thể hiện rõ sự tồn tại của họ giữa cuộc đời này. Lại nói, chúng sinh thời mạt pháp đáng thương lắm vậy. Người không có niềm tin sâu rõ ràng vào đạo lý, bất luận tôn giáo nào, không có niềm tin và khiếp sợ vào nhân quả luân thường, thì phần đông họ thường có lối sống tàn bạo với chính bản thân và môi trường xung quanh. Họ chỉ cần biết làm sao để thỏa mãn các nhu cầu sở thích là được. Không cần quan tâm đến những sự tồn tại khác, đau khổ thế nào, sống chết ra sao, có liên quan đến nhu cầu ấy. Ví như người cần gỗ để xây nhà hay buôn bán kiếm lợi, họ sẵn sàng chặt rừng đốn củi để thỏa thích cơn khát gỗ. Chẳng cần suy nghĩ, có bao nhiêu sinh vật đang sống với mảnh rừng ấy sẽ phải khốn đốn lao đao, chẳng có nơi nương tựa, chẳng có nơi sinh tồn và phải chết dần, chết mòn cho đến khi tuyệt diệt giống nòi vì chẳng còn môi trường sinh thái phù hợp. Và ngay cả chính họ, con cái của họ cũng cần không khí thanh sạch
từ rừng để được sống tốt giữa đời, hay là người cần cá để ăn, để bán kiếm lời, thì sẵn sàng đánh bắt lưới từ cá lớn cho đến cá bé, lẫn cá mang thai trong giai đoạn sinh sản. Chẳng cần quan tâm đến việc ngày mai có còn cá bé để thành cá lớn nữa hay không, biển có còn trong xanh hay chỉ là biển chết. Những người ham ăn những món độc, lạ, thì sẵn sàng vì thỏa mãn cái ý thích quái dị của mình mà ăn tươi nuốt sống muôn loài. Ăn trên nỗi đau của việc sống dở chết dở, của những sinh linh nhỏ bé trên bàn tràn ngập tiếng cười đùa sảng khoái khi nhìn thấy nỗi đau của kẻ khác. Từ việc ăn cá sống, tép nhảy, lẩu hải sản tươi sống cho đến việc cắt đầu lột da hay chiên chín phần thân rồi mà các sinh vật kia vẫn còn thoi thóp, sau đó rưới nước sốt lên để cơ thể chúng phản ứng đau đớn, giãy giụa trên bàn. Và người ta vô tư cười với điều ấy. Các công ty, nhà máy xí nghiệp của nền công nghiệp hiện đại vì doanh thu, lợi nhuận khổng lồ mà xả chất thải ra môi trường mỗi ngày, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tồn vong của muôn loài, từ thực vật, động vật cho đến con người, trong đó cũng có con cái của chính họ. Người ta nói chung, vì sự tiện dụng, tiện tay của mình mà sẵn sàng xả rác bừa bãi, biến thiên nhiên thành bãi rác công cộng, nhưng chẳng có mấy người dọn sạch. Để rồi môi trường ô nhiễm, đời sống thiên nhiên bị hủy diệt, loài người cũng dần bị hủy diệt vì hậu quả nặng nề do chính mình gây ra. Thật không khó để nhìn thấy tận mắt các nguy hại của ô nhiễm môi trường, mẹ thiên nhiên ngày càng tàn lụi. Chỉ cần ở nhà, ngồi gõ Google các từ khóa ô nhiễm khí thải, rác thải, rừng chết, biển chết là có thể thấy ngay. Chỉ là liệu trong số chúng ta, có bao nhiêu người sau khi thấy, nghe, biết, nói về những điều như thế thì thực sự hành động, nhấc mông lên và sáng tay vào thay đổi cuộc sống của chính mình, trở nên tích cực hơn, có ý thức hơn về thái độ sống với thiên nhiên vậy. Nếu không thay đổi thái độ sống với thiên nhiên môi trường, thì tự nhiên cũng tự đào thải mình khỏi một cộng đồng cộng sinh trên mặt địa cầu này. Thiên tai hay dịch bệnh chỉ đơn giản là những nhân bất thiện của số đông loài người đã gieo trồng, chăm bón hàng ngày, hàng giờ vì chính nhu cầu của bản thân hoặc nhu cầu của người thân trong gia đình, thân tộc mình. Tất nhiên, tới lúc gặt thì cũng phải gặt hái chung vậy.